Là ai giữa cuộc đời này? Em từ đâu mà đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau yêu thương ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim em quá. Em quá. Nhỏ hết thuộc rồi kìa em. Cứu bạn đi em. Bài này thì em có nghe nhưng mà em không có thuộc lắm. Anh nhậu đúng không vậy? Anh nhậu rồi. Đâu của anh là bao nhiêu lon đó? Anh ơi, uống cỡ tầm 5-6 lon là ngưng em rồi. 5-6 lon à? Em cũng tầm đó thôi. 6-7 lon. Cũng không nhiều nhưng mà kiểu như là em không sao ngồi lại. Có kiểu có tâm trạng mà uống không? Không nha, em chỉ uống với người thân là em uống. Kiểu như là mình uống bao nhiêu thì mình uống chứ mà ra ngoài thì em không dám uống. Em tên là Nguyễn Hoàng Anh. Sinh năm 1999, hiện đang làm nhân viên của ban quản lý tòa nhà trung tâm hành chính Tân Dương. Em làm công việc này là lâu chưa? Em làm gần 2.5 năm. Mình quê ở đây. Không, em quê ở thành phố 11 tỉnh Dương. Ồ rồi. Ok, mời bạn giới thiệu về bản thân mình. Đẹp gái quá, đẹp gái quá. Em tên là Minh Phương, em đến từ Lâm Đồng và hiện tại em đang sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là quận 9. Và em đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành tiếng Anh kinh doanh của trường Đại học Tài chính Marketing ạ. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân. Ưu điểm là đẹp, ưu điểm là đẹp. Dạ thì vừa vừa. Nói về ưu điểm thì em là người vui vẻ, hòa đồng, sống khá là tình cảm. Em cũng có khả năng viết lách, ý là liên quan đến content á. Còn về khuyết điểm thì em hơi não cắn vàng nên là nhiều lúc em hay quên những thứ lặt vặt. Có không? Kiểu không sao? Nóng tính không? Overthinking không? Overthinking thì có. Overthinking, có overthinking nha. Thường sở thích của em sẽ là gì trong những lúc em rảnh? Sở thích của em là em thích thể thao, đặc biệt là em rất là thích xem đá banh. Rồi, đúng rồi hả? Em thích xem đá banh luôn. Em fan đội nào? Em fan Real Madrid. Real Madrid hả? Real Madrid đúng không? Đúng rồi chị ơi. Vừa mới vô địch giải C1 châu Âu. Wow, trời, con gái mà xem đá banh là cũng hiểu dạng mà thú vị đó. Rồi, còn em sao? Mình giới thiệu về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình nào? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, có trách nhiệm trong công việc. Còn khuyết điểm thì kiểu lo xa. Ví dụ là bình thường lo xa, lo xa chuyện gì? Tầm cỡ 2 tuần đó đi du lịch rồi ở đâu xa. Cái em lên kế hoạch rồi kiểu này kia chi tiết rồi. À, lên kế hoạch chi tiết. Dạ. Phải lo xa đâu trời, đâu phải lo xa đâu. Ví dụ như mà lo xa là kiểu là bữa nay kiếm được có 5 triệu mà không biết cuộc đời mình sau này không ai mốt kiếm được 100-200 triệu. Ta nghĩ vậy là lo xa đúng không? Ví dụ chưa dắt xe ra đường, lát mưa ta mưa chắc ngập hư xe đi sửa thôi, không được đâu, kiểu vậy đó. Còn đây là lập kế hoạch chi tiết là khác nha. Này là mình biết lo lắng kiểu cho tương lai rồi hơn. Dạ đúng. Rồi sở thích của mình là gì nè? Em thích xem thể thao, đặc biệt là đá banh. Rugby và bass, đâu? Rugby. Bass. Rugby và bass. Em cái này là thiệt mà. Có giờ luôn. Đúng rồi. Rồi fan của đội nào? Manchester City. Ủa là hai bên là như khác nhau đúng không em? Một bên là Real Madrid, một bên là Man City. À, hai đội này cũng là đối thủ không ta? Hai đội này cũng là đối thủ không ta? Hình như là đối thủ. Hình như là đối thủ. Thôi rồi. Không có ví dụ em có phải hâm mộ hai câu lạc bộ được. Hâm mộ hai câu lạc bộ được. À, mình có thể chơi hai đội luôn. Đúng rồi. Ok được á. Mà mình có tài lẻ gì không em? Em thì kiểu hát mấy câu này kia. Hát mấy câu, hát liền, khỏi mấy câu, hát liền cho chị. Hát liền luôn. Em là ai giữa cuộc đời này? Em từ đâu mà đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau yêu thương ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim em quá. Nhỏ hết thuộc rồi kìa em. Cứu bạn đi em. Bài này thì em có nghe nhưng mà em không có thuộc lắm. Sao đôi ta cứ mà ngập ngừng khi đôi tim gì đó? Em này nhớ. Khi đôi tim. Đúng rồi, khi đôi tim. Chạm tiếng yêu thương. Đừng ngại chi, vì từ bấy lâu lòng hầm ta được sáng đôi. Vì từ bấy lâu lòng hầm ta được sáng đôi. Hay. Rồi tới đây dừng được rồi đó. Mà khúc sau là ổng quên hết. Hồi nãy em nhớ mà. Tới đây tự nhiên mình đang hát không giờ sao vậy? Em đang nhẩm lời với em. Ủa chắc đang hát không thôi. Không có hát nhạc thì nhát không được. Còn hát dài đều nó không có được. Hay đó. Em xin được phép hỏi bạn Nam có biết bài Ánh Nắng của anh không ạ? Ánh Nắng của anh. Em biết mà cũng bao lâu. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ. Bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên em, lắng nghe những tâm tư này. Hay. Có thể sau này biển nữ có thể kèm em được. Ok, kèm 1-1 ha. Kèm luyện thanh ha. Đúng rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với lịch sử tình trường. Tôi xin phép được đến với bạn nữ trước. Bởi vì những nhan sắc như thế này thì tôi tin rằng là lịch sử tình trường rất là dày đặc. Đúng không nào? Đúng không nào? Không có chị ơi, em chỉ có một mối tình duy nhất khi mà lên đại học. Nên là chị kéo dài 3 tháng. Khi mà em đi học quân sự là em có cảm nắng bạn 3 tháng?
một mối tình duy nhất là 3 tháng thôi. Nghĩa là trước đó là có nhiều người là cưa cẩm em không? Có không? Dạ cũng không có nhiều. Dạ cũng không có nhiều. Ý là đa số là em thích đơn phương người ta tầm 1, 2 hoặc 3 năm cũng nhiều. Cũng thời gian cũng lâu. Sao mà không nói với người ta trời? Hồi đó còn bé mà ngại. Chả buồn cho chị, mới lớp 5 biết yêu rồi. Chả buồn cho chị, mới lớp 5 biết yêu rồi. Lý do vì sao mà mình chia tay bạn nam? Em nghĩ là do là em quá là overthinking. Nên là em suy nghĩ mọi chuyện nó phức tạp hơn so với bạn nam thì suy nghĩ đơn giản. Nên là không cùng quan điểm. Mà sau đó thì em độc thân được khoảng 1 năm đến thời điểm hiện tại. Ở thời điểm hiện tại vì sao bây giờ mình lại cảm thấy là mình đã sẵn sàng để đi tìm kiếm tình yêu cho mình? Chắc là có lẽ độc thân lâu quá nên là em muốn tìm kiếm cho mình một cơ hội. Em đăng ký chung như là em tự đăng ký hay là bạn em đăng ký cho em? Bạn em giới thiệu cho em. Bạn và em xem thử thì em thấy thú vị. Khá là thú vị đúng không? Mình không biết được người đó đằng sau bức màn là ai đúng không? Rồi mời em mình chia sẻ về tình trường của mình đi nào. Em thì trải qua 2 mối tình. Một mối tình chính thức với mối tình đơn phương. Ủa nó tình đơn phương có tính không? Đâu có tính đâu. Chỉ một mối tình đúng rồi, là một mối tình em, đơn phương không có tính nha. Là hồi đó em có đi mua hàng chật ở cái phường á. Em có quen bé thì qua cái lời giới thiệu của bạn bè kéo dài được 6 tháng. Cái bé đó nó theo gia đình ở dưới quê á để lập nghiệp. Hai tụi em kiểu yêu xa rồi sao mà cách phòng cái chia tay. Còn mối tình đơn phương thôi. Tình đơn phương thì kiểu như em có nhắn tin đồ hết bạn nữ kia. Cái bạn nữ đó nói không có hết em. Lạnh ghê á. Gáo rất lạnh. Bây giờ hỏi về gu nha. Về gu của người đàn ông mình đang tìm kiếm thì mình muốn một mẫu người như thế nào? Về tính cách, về ngoại hình. Mô tả càng rõ càng tốt. Em muốn một bạn nam cao hơn em. Em có thể... Mấy vậy? Em 1m65. Em muốn là khi mà mình đeo giày cao gót thì mình có thể tựa vào vai của bạn nam. Ngoại hình thì dễ nhìn một chút. Còn về tính cách thì em thích những người con trai điềm tĩnh, ít nói nhưng mà họ hành động nhiều. IQ cao. Nhẹ nhàng và hiếu thảo với cha mẹ, đúng là yêu thương gia đình mình. Em mét mấy vậy em? Dạ em mét 70. Mét 70. 1m65 em mang giày cỡ tầm khoảng 1-2 phân giùm chị thì em còn dựa được, còn em mang giày mà 5 phân thì em đứng bằng với bạn nam luôn á. Rồi còn về cái yếu tố mà mình cảm thấy mình không thích ở bạn nam, em không thích bạn nam cà lơ phất phơ. Quá là yếu đuối cũng như là không kiên trì làm việc nào đó, dễ bỏ cuộc. Em nghĩ là cũng nên chăm chút ngoại hình cũng như là ăn mặc, không nên là quá không gọn gàng. Em ơi, nghe chị. Đó, mà bạn gái yêu cầu mình hiếu thảo thì không biết gia đình mình như thế nào, có đông anh em không? Gia đình em có một chị gái. Một chị gái. Ba mẹ sao? Tính cách ba mẹ khó không? Gia đình em thì cũng dễ. Dễ hả? Ba dễ hay mẹ dễ? Mẹ dễ. Ba khó. Ba em mắc. Ba mất hả? Từ hồi nhỏ thôi. Mắc hồi 2018. Chị buồn với em ha. Hiện tại bây giờ mình cũng là người đàn ông duy nhất trong gia đình. Dạ đúng. Có bao giờ mẹ em nhắn nhủ em là sau này là chọn vợ phải như thế nào không? Mẹ thì thương dâu lắm, không có khó khăn gì đâu. Cách đây 2-3 tháng mẹ em hỏi ủa sao con có người yêu chưa, sao mẹ mới chẳng giờ cái mắt gì hết. Em nói thì chưa hả? Chưa hả? Rồi hiện tại giờ mẹ có đi làm không? Không, mẹ em cũng ở nhà hỗ trợ mẹ kia. Vậy nguồn kinh tế chính trong nhà là ai? Em với lại chị hai em cũng lo phụ vậy. Rồi giờ hỏi tiếp về gu. Gu con gái của em thì kiểu ngoại hình cỡ 1m50 trở lên được. Rồi chia sẻ tao mét 65 rồi. Kiểu hiền lành với lại gương mặt ưa nhìn xíu. Có cái hình mẫu nào cụ thể xíu không, giống ca sĩ không? Ami chị. À thích kiểu Ami hả? Trời ơi. Trộm vía bạn nữ của tôi có nét giống Ami. Rồi có cái điều gì mà em không thích nhất ở bạn nữ không? Mấy cái nhậu nhẹt rồi này kia. Em thích bạn nữ nhậu nhẹt, có gì hả em? Ủa mình có... Chắc đi không trả lời được không? Không thích bạn nữ nhậu nhẹt. Đúng. Ủa em cũng nhậu mà em. Ý là nhậu mà ít thôi, đừng có nhiều quá. Lý do vì sao mình đưa ra câu trả lời này vậy? Hôm nay em có bạn nữ nào nhậu dữ lắm hả? Không, đó em cũng nghe mấy anh làm chung nói gái nhậu đồ lầy vậy. Con gái nhậu vô lầy vậy. Bạn nữ mà thí dụ như xăm mình nhuộm tóc thì sao? Thì xăm mấy cái hình nhỏ nhỏ được. Tôi có xăm đó. Đang tính hỏi coi có kỳ thị người xăm không nha. Không, em không có đặc biệt, cái đó bình thường. Ví dụ bạn gái nhuộm tóc đỏ thì sao? Thì nhuộm cái đó theo ý thích của bạn thôi, mà đừng có lè lẹt quá được. Đừng lè lẹt quá. Vậy đối với em màu nào là lè lẹt? Màu mấy cái màu mà màu tím rồi màu nào chói màu tím, màu cam rồi kia. Vậy hả? Rồi ok. Nãy giờ mình nghe đối phương mình chia sẻ thì mình cũng nghe rõ rồi em ha. Thì mình đánh giá sơ bộ đi, sau những cái điều mà bạn nam chia sẻ thì mình đánh giá bạn nam là thang điểm là mấy trên 10 nè? 8 điểm. 8 trên 10. Cậu sao em chăm chút vậy trời? Hát vậy mà cho 8 trên 10. Thiệt luôn á. Mấy này thiện lành dễ sợ. Rồi bạn nam,
Em cho bạn nữ 9 điểm. 9 điểm cho 10. Hay đó. Rồi, bây giờ từ nãy giờ thì mình cũng đã chia sẻ khá là nhiều rồi ha. Bây giờ cũng là lúc để chị mở cái cửa này ra để hai em gặp nhau. Mở cửa trái tim. Có gì hát gì đó. Trao nhau món quà. Mở cửa trái tim. Trao nhau quà liền. Chào em. Chào anh. Mình trao quà đi hả? Dạ. Anh có quà tặng cho em. Dạ em cũng có quà tặng cho anh. Cảm ơn em. Rồi mọi người, hai đứa ngồi xuống thử. Rồi bây giờ mình sẽ mở quà. Tôi rồi, tôi thấy có bức thư rồi nha. Tôi mang cái bức thư đó rồi đó. Rồi mời bạn nữ. Em mở trước. Đúng rồi, mời bạn nữ nha. Ok, con gì đây, con gì đây? Trời ơi, mấy con vậy? Mắc quà, rất dễ thương. Con này tên gì ta? Con gì Capybara đúng không? Đúng rồi. Đó, lúc này là chương trình mình có thể lồng một nét nhạc. Capybara, 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 Capybara. Capybara. Rồi, em thích không? Em thích không? Sao mình quyết định mua hai con vậy em? Mua một tặng một hả? Không, tại em thích hai con, mua hai con. Ai thích hai con, mua hai con. Rồi, một con là tượng trưng cho bạn nữ, con là bạn nam. Bạn nữ là cỡ này, bạn nam cỡ này. Và cái sự quyền lực đúng không? Quyền lực của bạn nữ là cỡ này, còn của em là cỡ này. Ok, cảm ơn em. Rồi, mời em đọc thư nha. Đây là lần đầu tiên anh và em gặp nhau. Anh có món quà này tặng cho em, hy vọng em sẽ ôm nó ngủ. Và mỗi lần thấy nó sẽ nhớ đến anh. I love you. Và mỗi lần thấy nó sẽ nhớ đến anh. I love you. Chứ gì mà I love you rồi. Làm rồi em. Ở trong này là một cuốn sách, nhưng mà về nhà anh có thể mở ra được không? Em muốn về nhà anh đọc được không ạ? Cái nhà. Sách này dạy cái gì em? Bí mật. Cái tiếng Anh này, cái tiếng Anh này. Nó nghe ngành nghề của bên này xong với cái sách tiếng Anh đó em. Và em đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành tiếng Anh kinh doanh của trường đại học tiến sĩ marketing. Và đó cuốn sách này anh sẽ nắm trong tay bí kíp tình yêu. Vậy để về nhà anh mở. Về khu đã đọc được cái tựa gì nhắn cho chị biết, chị cũng nhiều chuyện lắm em. Thôi ok chị. Rồi sau khi mà mình nhận được món quà và lá thư thì mình cảm thấy bạn nam là một người như thế nào? Em thấy là bạn nam dễ thương như món quà kìa. Thường mấy người tình cảm họ mới viết thư kiểu vậy, chứ còn chị thấy đa số những người đàn ông khác họ tặng quà ít khi nào viết thư đó. Một điểm cộng cho em, một like. Rồi chị, cảm ơn chị. Rồi bây giờ chị sẽ nhường lại không gian riêng tư dành cho hai bạn mình có thể dùng bữa tại hẹn ăn trưa, và sau đó chị sẽ vào và tổ chức mini game nha. Hiện tại với quê em ở đâu em? Quê em ở Lâm Đồng, ở Bảo Lộc Lâm Đồng. Có gì mà mình mới về quê? Dạ đúng rồi, khi nào có kỳ nghỉ hè thì em mới về. Anh có hay lên Lâm Đồng chơi không? Đà Lạt đấy à? Anh chưa đến, chưa tới Đà Lạt. Mong là có dịp anh sẽ đến thăm nhé. Anh ở Bình Dương. Đúng rồi. Gốc nào Bình Dương anh? Khu công nghiệp Bình Dương. Em có đi qua mấy lần. Bình Dương có nhiều chỗ đẹp lắm. Có gì thì anh sẽ dẫn đi. Mong là sẽ ở dịp gần nhất. Anh bảo là anh nhậu đúng không? Vậy anh nhậu đô của anh là bao nhiêu lon á? Anh ơi, uống cỡ tầm 5-6 lon là ngưng nghiệm rồi. 5-6 lon ạ? Em cũng tầm đó thôi. 6-7 lon. Cũng không nhiều, nhưng mà kiểu như là em không sao ngồi lại em. Có kiểu có tâm trạng mình uống không? Không nha, em chỉ uống với người thân là em uống. Kiểu như là mình uống bao nhiêu thì mình uống, chứ mà ra ngoài thì em không dám uống. Thì đó trở lại em. Đọc lên nào. Có nên tha thứ và yêu lại kẻ đã phản bội mình? Quan điểm của em là nếu mà người ta đã phản bội mình lần thứ nhất thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Cái đó là không thể nào tha thứ được. Cho dù là có hối hận hay là sao thì nói chung là một đi là không trở lại. Một đi là không trở lại. Mời em. Cách xử lý mâu thuẫn và xung đột trong mối quan hệ vợ chồng. Ví dụ mình vợ chồng mình có mâu thuẫn hay là xung đột gì đó thì có thể hai chồng ngồi lại với nhau, xong rồi mình nói những gì mà đối phương cần nói. Nhưng mà đang nóng mà sao ngồi nói được? Thì em sẽ tìm cách để hạ nhiệt bạn, kiểu như hung đồ. Hung đồ, hung đồ. Em sẽ hại tôi để xin lỗi vợ. Thường là vậy, em có hài lòng với cách xử lý này không? Nếu mà có trường hợp của em thì em khi mà nóng giận thì em nghĩ là nên tạm né đi một lúc, đỡ nóng hơn thì mình có thể dễ nói chuyện hơn. Nghĩa là lúc nóng thì mình nên rời đi. Nó với tính của em, khi mà em nóng giận thì thông thường em sẽ gặp. Mỗi lần em nóng giận em chỉ muốn một mình. Muốn ở một mình. Tại vì em không muốn làm tổn thương người khác. Có bao giờ mà mình nóng giận tới mức mà mình nói ra những cái lời mà tức giận hay là mình đập phá đồ gì không em? Em nóng giận thì em sẽ đấm tay vô tường, đấm tay vô tường. Đấm tay vô tường hả? Dạ. Đáng sợ dữ vậy. Không, mình có thể lóc cái gói mình đấm mà em. Lóc cái gói mình đấm là em. Vậy đấm tay vô gối đâu, không phải đấm tay vô tường đâu. Rồi mời em. Rồi. Mẫu người đàn ông, đàn bà mà theo bạn là chuẩn mực nhất. Em nghĩ là mẫu người đàn ông chuẩn mực nhất là mẫu người đàn ông sống vì gia đình. Những thứ khác thì có hay không quan trọng. Gia đình là tất cả. Ok.
Rồi còn em thì sao? Thì mẫu của phụ nữ theo em thì phải có hiếu với cha mẹ, gia đình rồi hai bên, yêu thương chồng con. Rồi tiếp đi nè. Sống tình cảm thì là một điều nếu phải chọn món ăn để chia sẻ trong một buổi hẹn hò, bạn sẽ chọn món gì? Chắc em nấu món ông lẩu. Có ra lẩu không em? Dạ có. Dạ có. Lẩu gì nè? Đậu cá. Đậu cá hả? Là biết nấu đúng không? Ngoài biết nấu lẩu ra còn nấu gì đâu nè. Ý là nấu thì có bạn nữ phụ thì em nấu được, chứ mình em không nấu. Trời, mắc gì bắt người ta phụ trời. Thì nấu cho người ta. Nấu phụ đậu thì kia thôi. À, phụ sơ chế rồi nọ hả? Quên hỏi. Bé, mình có biết nấu ăn không? Nấu ăn thì em biết, nhưng mà nấu ngon thì em... Tức là sơ chế rồi nọ, là cắt này nọ kia là mình biết đúng không? Thì cũng được rồi. Đâu biết đâu sau này nấu ngon hơn thì sao, rồi mời em. Bạn đã bao giờ hẹn hò với ai đó chỉ vì tình dục? Em quan niệm là khi mà yêu là xuất phát từ tình cảm chân thành, nên là nếu mà em, nên là em muốn là khi mà đã có vấn đề tình dục là em muốn, nếu mà mình cam kết đến vấn đề hôn nhân thì em mới có thể đề cập đến vấn đề tình dục. Các bạn đang cam kết đến vấn đề hôn nhân thì em mới lại muốn giữ nguyên cho đến khi kết hôn luôn. Dạ đúng. Là từ bé em đã được bố mẹ với ông bà chỉ dạy mình như vậy. Tình nghĩ của em là ảnh hưởng một phần từ gia đình. Còn 7 năm thì sao? Mình có bao giờ đến với một mối quan hệ nào chỉ vì tình dục chưa? Em chưa. Cái lời dứt khoát từ trời có không? Thì em cũng hiểu đồng quan điểm với bạn nữ. Đồng quan điểm, nhưng mà nếu mà hai mình quen nhau đi, nhưng mà anh cảm thấy chán thì sao? Anh cảm thấy khó khăn quá, em khó tính quá thì anh có khó chịu hay là chia tay không? Không, nãy anh có nói được lúc đầu anh có thể nuông chiều em được. Nuông chiều em được, kể cả những cái yêu cầu mà em đưa ra thì là sẽ luôn tôn trọng quyết định của bạn nữ. Dạ, đúng rồi. Thì mấy cái yêu cầu đó, em có thể làm đáp ứng được thôi. Rồi, một cái cuối cùng mà em. Theo bạn, tiền có phải là tất cả? Nếu tiền không phải là vấn đề, bạn muốn sống theo kiểu gì? Cái này câu hỏi dành cho cả hai luôn á. Tiền không phải là tất cả không em? Theo em thì tiền không phải tất cả. Thì có những chuyện mình không có thể mình giải quyết bằng tiền được. Nhưng mà nếu sau này mình lỡ có bạn gái đi, thì mình sẽ muốn, ví dụ như giờ lương tháng của mình chỉ ví dụ 10 triệu đi, thì em sẽ dành tầm khoảng bao nhiêu để mình chăm sóc cho bạn nữ, mình đưa bạn nữ đi ăn uống rồi nọ, sắm quà cho bạn? 4% 4% là 4 triệu. Còn lại là 6 triệu để mình sinh sống, sinh hoạt, gửi mẹ rồi nọ, phải không? Thế bạn nữ thì sao? Đối với cái câu hỏi này thì em sẽ trả lời như thế nào? Đối với em thì tiền không phải là tất cả, nhưng mà tiền rất là quan trọng. Ừ, đúng. Có tiền thì mình có thể làm được rất là nhiều điều mình muốn, giống như là chăm sóc bản thân, cũng như là chăm sóc gia đình, hay là giúp cho giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhưng mà nói chung là mình đừng có để đồng tiền làm xóa nhà đi cái giá trị của bản thân mình. Ừ, đừng quá thực dụng đúng không? Dạ vâng. Còn nếu tiền không phải là vấn đề thì em muốn sống theo, tức là chồng trong nuôi cá giống như đen bông ạ. Tiền không, được không? Em có chấp nhận như vậy không? Tại vì nhà em trên Lâm Đồng là bố mẹ em trồng cà phê, trồng sầu riêng, ao cá thì mình đào thêm. Thì từ nhỏ là em đã đi cùng với bố mẹ để mà đi làm nông rồi nọ, em chứng kiến được cái sự vất vả như vậy. Nhưng mà có bao giờ em phụ giúp ba mẹ trong những cái công việc mà đồng áng vậy không? Dạ có. Ví dụ như là nếu mà làm cà phê thì bố mẹ sẽ đi hái cà phê về, thì em sẽ ở nhà phơi cà phê hay là nấu ăn phụ bố mẹ. Wow, thế nên là bé cũng rất là chịu khó ha. Rồi, sau khi chúng ta trải qua cái game như thế này thì mình cũng có thể biết được thêm một số thông tin về đối phương. Thì cảm nhận của hai em về nhau như thế nào? Cảm nhận của em, bạn Nam là một người mà tốt tính, dễ thương, chu đáo. Thì theo em thì thấy bạn nữ kiểu dễ thương, thấy cũng kiểu lãng mạn, đồ tình cảm. Nói chung là theo cái đúng gu mà em biết, kiếm bạn người yêu. Vậy điểm chung của hai bạn đó là có tình cảm nè, và rất là đề cao giá trị về gia đình đó. Bạn Nam thì hoàn cảnh của bạn ấy ba mất ở với mẹ, thì chị tin chắc là bạn ấy sẽ đáp ứng được cái việc mà có hiếu với gia đình. Muốn nghĩ em cũng là một cô gái sống rất là tình cảm, mà em cũng có những cái quan điểm mà chị cảm thấy là rất là đề cao giá trị của người phụ nữ. Rồi, nên tới đây là cũng là một duyên rồi ha. Một.
Vì họ lý do vì sao? Em nghĩ là phái nữ thường thì họ sẽ cảm nhận bằng trái tim nhiều hơn. Nhưng mà hôm nay em thấy trái tim mình không rung động về tình yêu, mà em cảm thấy mình quý anh như là anh trai em. Quý anh như là anh trai em. Thường lần đầu gặp mặt sẽ rất là khó để mà mình rung động liền. Hầu như là sẽ mình biết được thông tin của họ, mình cảm thấy là mình có thể cho họ bật đèn xanh để tìm hiểu mình. Đó, nên là nếu như mà sau chương trình mình có suy nghĩ lại thì hợp tác của anh vẫn ở đây nha. Rồi, cảm ơn hai em vì đã dành thời gian với chương trình. Uống bia nhiều. Trời ơi, gái uống bia lắm, phải luôn. Chứ ai đâu cũng lại. Rồi, gái không biết uống bia luôn. Bà đây cũng uống bia luôn. Đã uống thì uống bình thường cũng được, chứ đừng có uống xong kiểu là nhẹ nhẹ tinh em. Sợ cái đó. Em không thích nhất người bạn gái. Và điều em không thích hơn người bạn gái là không biết bảo vệ chính kiến tình yêu của mình. Ví dụ như mà đang với nhau mà có người này kia nói nghe lời người khác, một cái nghi ngờ này kia thì em không thích. Mình có chính kiến riêng của mình phải cảm nhận. Em có tính gia trưởng không? Dạ không, em rất là thoải mái. Thấy tốt em ngồi thấy có vẻ kiểu như ông hợp đồng đang xét xử, kiểu như đang ngồi nói chuyện không? Dạ không, em ngồi vậy thấy thoải mái hơn. Ồ vậy thì em cứ thoải mái thôi. À khép vô lại vậy là thoải mái sao? Ngồi vậy chưa thoải mái đâu, ngồi vậy là thoải mái hả? Ngồi vậy thì thoải mái đó. Sao nó khép nép quá vậy? Xưa giờ là vậy là thoải mái đó hả? Vậy thoải mái đi em. Rồi, vậy thì bây giờ chưa có tình trường. Rồi rồi mình nhắm tới yêu, rồi mình biết làm cách nào để mình giá lăng, mình chăm sóc người yêu của mình không? Dạ có vậy, cái đó thì nhiều lắm. Nói chung là... Đâu ra chưa có bộ, sao mình biết mà nhiều? Không, em cũng nghĩ là kinh nghiệm cũng nhiều, em cũng chứng kiến nhiều. À, chứng kiến quan sát hả? Dạ. Hoàn cảnh của mình là bây giờ cụ lấy bao lâu thì chúng ta không nhận được. Dạ, khi nào mà hai đứa cảm thấy tới một cái giai đoạn chính vùng nào đó thì cảm thấy hai đứa dành cho nhau và đi nhau xa hơn thì lúc đó mình sẽ... Khoảng bao lâu cái dự kiến của em là không? Dạ khoảng trong vòng 3 đến 5 năm. 3 đến 5 năm? Dạ có thể sớm hơn, cũng tùy. Tại vì thời gian nhiều khi nó không có lên chính xác. Nhiều khi mới quen nhau 1 năm thấy yêu nhau quá thôi. Tới bước ngoài trên bàn. Công việc sự nghiệp mình đã ổn định chưa? Dạ là đã cũng ổn định rồi. Cũng ổn định rồi. Dạ. Chị hỏi bạn gái em muốn mấy năm, muốn bao lâu nữa thì kiếm tới được. Dạ khi nào tình yêu đủ lớn thì thời gian không quan trọng. Như ví dụ 3 năm, 5 năm đối với em thì thấy cái mốc thời gian như thế nào? Dạ cũng hơi xa. Hơi xa rồi, đúng không? Dạ. Nói vậy thôi chứ biết đâu đàn trai nhìn đàn gái muốn cưới liền thì sao? Không biết được đâu ha. Thôi để con qua coi quan trọng là như thế nào, cưới liền luôn nha. Chịu không trai? Dạ chịu. Rung hả? Đừng có rung. Đàn gái, nếu không bằng em đã lấy anh làm mẫu người lý tưởng. Dạ. Nhưng mà mọi người ở dưới hay nói thế này nè. Trong xã hội này trai gái yêu nhau như muốn bảo. Yêu là cứ yêu lấy, nhưng mà cứ yêu mà quý vị thấy không? Trong tình bẩm họ rất nhiều người hai mấy tuổi vẫn thế. Vẫn chưa tìm được yêu. À, ví dụ cặp đôi hôm nay nè. Dạ. Anh chàng bên đây thì cũng rất là dễ thương, cũng khét nét, gọi là thật thà lắm ha. Nhưng mà em nói đúng á, tức là do tình yêu thăng hoa là cưới nhau thôi. Dạ. Em có nghĩ là sau này mình sẽ làm dâu không? Dạ có thể được, có thể làm dâu được. À làm dâu được tốt rồi. Dạ. Những con gái hiện đại nó thích làm dâu. Dạ. Biết lúc đầu cũng nghĩ làm dâu, là sướng thôi đúng không? Dạ, lấy chồng là phải thèm chồng. Em nhậu nhiều không? Dạ không, nãy em nói là em không có uống bia mà chị các từ nhậu. Rồi, không biết uống bia. Bên đây uống chút thôi, thằng nào cũng tân tân rồi được lo ha. Thằng bên đàn gái cũng rất là dễ thương. Dạ. Cái sau này em nghĩ mấy chồng mình sẽ phát triển kinh doanh như cách như thế nào? Dạ em hiện tại là em đang bán thuốc ở chỗ chỗ làm thôi. Còn sau này thì em sẽ mở một nhà thuốc riêng. Em là người Trung hả? Dạ đúng rồi, em có dự tính là sẽ liên thông lên và mở nhà thuốc cho riêng mình. Đúng rồi, dạ. Đó, cũng khác như thế mà tin em làm được. Dạ. Lên bán thuốc thôi, còn bán thuốc nhiều khá lắm nha. À, được không? Có thể hỗ trợ vợ mở tiệm thuốc tây được không? Dạ. Được rồi, đàn trai thấy đàn gái là chấp nhận anh chịu rồi đó. Rồi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nha. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ em và cô cũng hai của em. Dạ, cho chị gặp mẹ em nha. Dạ chào cô. Chào cô Nguyễn Linh, Cát Tường. Chào cô. Tôi là mẹ của Phương Trang. Dạ, hôm nay cô định thấy là hai bạn ngồi trên đây là cô nhận xét như thế nào? Cô thấy là cậu bên trai bên đây thì thấy cũng chững chạc, mà cũng rất là sợ. Giờ thì cũng cho hai đứa nó là được tìm hiểu với nhau. Nói vậy con gì, cô gì để cô tin tin. Dạ, chào cô. Con thì tính con thỉnh thoảng cũng hay cố gắng, nhưng mà khi mà đã yêu ai thích ai rồi thì con quan tâm chia sẻ với lại rất là chu đáo. Thành ra là vấn đề nó mà chúng con bé sợ ví dụ như là không phúc hay là không mái gì là mình nào có quen con được nào tiếng cười nhộn nhịp vui vẻ thoải mái yên tâm. Chào rồi cô có chúc mừng con thiệt à.
Cô có yêu cầu gì con rể tương lai không cô? Cô có yêu cầu gì với chàng rể tương lai thì thương yêu gì? Nhưng là sau này hai đứa phải tìm hiểu nhau, thương nhau, ơi chung thủy, không bắt cá hai tay, là nhiêu đó là thấy thương thương vợ là đủ rồi. Biết chăm sóc gia đình là được rồi. Hứa không em trai? Dạ hứa ạ. Hứa nha. Đừng có bắt cá hai tay, bắt một tay hai cá cũng được. Rồi, cảm ơn cô. Còn hôm nay đàn trai có ai nè? Dạ em đi với lại các cô chú với lại chị nuôi với hai em làm việc cũng. Rồi, mời đại diện đàn trai. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Tôi là cô của cháu Thịnh. Thì cháu Thịnh cũng hiền lành, ngoan ngoãn mà cháu lễ phép. Cháu có tính cầu tiến. Thì cũng mong hai cháu để cho nhau cái cơ hội để mà tiến tới. Thì chia sẻ và tìm hiểu nhau. Thì bé gái bên này thì không thấy cháu dễ thương mà thấy cũng hiền lành. Thì thôi cho cháu cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, rồi cảm ơn cô. Em chào Nguyễn Lương và chị Cát Tường. Em là chị nuôi của Thịnh. Thì đối với em thì Thịnh là một chàng trai rất là tự lập, sống rất cực kỳ tình cảm. Cái này rất là quan trọng. Nên nếu mà hai em cho nhau cơ hội thì chị tin rằng cuộc sống của em rất là màu hồng. Có một chàng trai sẽ luôn luôn quan tâm em và chăm sóc em. Dạ em cảm ơn. Và sẽ là rất là trung tình. Thì chị gái hứa là nha, nếu mà yêu nhau thì sẽ toàn là màu hồng hả chị ha? Dạ. Yeah. Rồi cảm ơn hai gia đình nha. Bây giờ chúng ta sẽ kéo hạt vào ra để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau nha. Mở đầu. Sao ra đi chậm quá. Em cứ xoay ghế đi. Rồi, mời hai bạn. Em có muốn tặng cho bạn? Em cũng có muốn quà tặng em. Cảm ơn bạn, rất là thích sách này. Dạ, em cảm ơn. Anh em nha, bạn nha, em đi kiếm người yêu đó. Em cảm nhận như thế nào là thấy nhìn đầu tiên? Dạ, em thấy anh cũng rất là sợ ca. Nói chung thì là xoay ca, anh cũng không đẹp trai hay là cũng không có gì hình mẫu gì cũng mà anh thì nhiều nhận xét là được cái là trung thành, trung thực và trung thủy, cũng quan tâm đến người khác. Nói chung là cũng là hình mẫu, nói chung là tốt. Kệ mình có sói có ca rồi, cái nào cũng được, có ca cũng có sói cũng được. Dạ anh cảm nhận như thế nào về em? Em là một cô bé rất là dễ thương, nhìn rất là xinh. Nãy em có chia sẻ là sau này em muốn mở tiệm bút tay. Dạ. Thì cũng hay, thì anh phải nhiều bệnh lắm, có gì cái đó muốn có miễn phí. Mở bán nhiều người đó, còn mở bán cho em hả? Dạ hiện tại thì anh ở đâu? Hiện tại anh đang ở quận Hồ Bắc, ở gần chợ Bút Tay. Dạ. Thì quận 12 gần. Dạ đúng rồi. Vậy là gần đó sát bên đó. Là nhà em ở đó hay là? Dạ dạ em ở quận 12. Em ở khúc nào quận 12? Em ở Hào Giáp ạ. Hào Giáp, gần ngã tư ga. Dạ. Gần trường cao đẳng Biệt Lập. Thời gian rảnh thì anh hay làm gì em? Thời gian rảnh thì thỉnh thoảng hay nghe nhạc, đọc sách. Nếu mà cuối tuần thì có thể đi dạo đây đó. Nếu mà có bạn gái thì thỉnh thoảng chủ nhật anh hay đưa bạn gái đi như là xả chết đi vòng vòng, ví dụ như đi những khu du lịch gần gần á. Thì không biết nếu mà ví dụ như mà sau này mà quen nhau á thì mỗi cuối tuần rảnh em có chịu cho anh chở đi đây đó tham quan nào không? Dạ được anh, em cũng rất là thích đi du lịch. Anh thích du lịch nhưng mà đi xa thì túi tiền nó không cho phép thôi, còn nếu mà đi gần thì Đồng Nai hay là Vũng Tàu gì đi tới nào. Dạ vậy thì anh là ở ngoài, anh là có định lập nghiệp ở đây không hay là? Thì anh sinh ra lớn lên Sài Gòn thì anh cũng yêu thích cái môi trường sống Sài Gòn, nên sau này chắc anh sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Dạ. Có khi nào hồi xưa em anh học chung trường không ta? Em học ở bên Trần Hưng Đạo Hòa Bắc. Không, anh hồi đó anh học ở bên Bình Thạnh, tại hồi nhỏ lớn anh sống Bình Thạnh, sau này mới chuyển sang Hồ Bắc thôi. Dạ, đàn ông thì hay quan trọng sự nghiệp, vậy anh có phải là một mẫu người của gia đình không? Mẫu người gia đình nói chung là anh cũng không khẳng định mình là một mẫu người gia đình lắm, nhưng mà trong gia đình đó, thì em quan tâm, em thương chăm sóc bạn gái. Biết đó, hồi nãy em cứ chia sẻ là em nấu ăn không được ngon, thì phần nấu ăn thì anh nói rất là ngon. Mà em nói là em thích dọn dẹp hay là đừng dọn dẹp? Thích dọn dẹp, dọn dẹp. Thì anh nấu ăn xong anh hay bày lắm, có gì anh nấu cũng được.
Tiếu bầu. Em ở đây em ở với mẹ. Dạ đúng, em ở với gia đình em. Thì ví dụ như anh nói đi. Ví dụ như giờ con cái rồi á, rồi bạn kia bận dọn dẹp đó, em có lo chăm sóc rồi thay tả cho con bú rồi chăm sóc con cái không? Dạ có, em thích con nít lắm. Thì thỉnh thoảng đi từ thiện khoảng thì anh có hay đi từ thiện, thì nếu mà được á, nếu mà sau này có ví dụ như mình có quen nhau thì cũng phải cũng sẽ trở đi từ thiện. Anh đi tới trẻ trẻ một cô bé bé thấy bé cũng tội lắm, cũng có nhiều cũng có thầy nói là thấy con thấy bé này cũng vẻ mến con, thấy con có duyên bé này, có thầy tên anh có điều kiện mang về nuôi con. Dạ. Mốt đi từ thiện đi danh nè. Thì em có thích em bé không? Em có thích ví dụ như là chơi với bé rồi là chị em bé không? Dạ có. Tại vì con nít tưởng rất là khó chơi. Dạ em rất thích em bé. Nhà em có em trai? Dạ có em trai với chị gái em. Chị gái em cũng mới sinh sinh con nên em rất là thích em bé. Dạ. Bây giờ hai bạn có gì đặc biệt hơn? À mình có món quà gì tặng nhau tinh thần á. Bạn gái có chuẩn bị thơ tặng bạn trai đúng không? Dạ em có bốn câu thơ tặng anh. Rồi xin mời em. Cảm ơn anh ngày gặp gỡ. Để lòng này thôi mong chờ, nếu là duyên sao đành lỡ, biết đâu cùng nhau hoa sẽ nở. Bốn câu thơ còn chế ngoảy quà không hiểu gì hết trơn. Hiểu ta mới đọc gì không? Trời còn cái thế gì cái chữ gì vậy? Anh ơi đừng có mắc cỡ, hãy tiến tới kẹo lỡ, để ngày mai chúng ta chúc một cỡ. Rồi em có một mong tặng cho bạn gái không? Dạ em thì em có một vài câu hát tặng cho anh. Đứng lên hát đi chứ ngồi cái thế chứ xấu quá. Rồi tiến tới tự tin lên. Em là ai giữa cuộc đời này? Em từ đâu bước đến nơi đây? Làm tôi say đi, làm tôi ngất ngây. Trong nhau tiếng yêu hồng nào? Khi đôi ta cứ hoài ngập ngừng. Trong đôi tim dù tiếng yêu thương. Đời này chỉ vì từ bấy lâu. Làm thầm ở đường sắt đôi. Chiếc cầm gì vậy? Chỉ cần em không đi biển. Chỉ cần anh bước đến, thế giới của em sẽ thay đổi. Ghê chưa? Chỉ cần anh bước tới, thế giới em sẽ thay đổi. Em bước tới đâu? Sao? Còn hỏi nữa. Chỉ cần anh bước tới, thế giới em sẽ thay đổi. Thế giới em thay đổi chưa? Dạ rồi. Nói gì với cổ đi, một câu thật lòng mình ngay giữa phần này. Mình nghĩ gì con gái đứng trước mặt. Đây, như đây cho đẹp nè. Đó. Thật lòng không cần hoa mỹ. Nói gì đi. Nghĩ sao nói vậy? Nói chung là tất ngày hôm nay cũng là một cái duyên. Anh thì anh rất trân trọng những cái duyên trời cho. Thì anh mong mình sẽ cho nhau một cơ hội để tận dụng cái duyên này. Và khi nhau thì mình nên nghiêm túc, nên quan tâm phát triển của nhau. Và quan trọng nhất là mình có người yêu của mình, giữ gìn cái chính kiến riêng của mình. Vì hơn hết là người thì sẽ, người đó sẽ là người cùng mình đi tới tận cùng con đường sau này. Thành ra mình phải không những phải quan tâm, phải lắng nghe từ tận trái tim của mình, chứ đừng nghe những lời người ta làm tiếng của người khác. Dạ. Thì anh chỉ mong muốn đi thôi. Thì với lại là yêu nhau thì có gì thì mình nên nói thẳng ra, ví dụ như cái gì không hài lòng chứ mình đừng có giữ cho mình im lặng. Tại vì im lặng đôi khi nó là con dao hai lưỡi á, nó khiến mình hạnh phúc mà nó cũng khiến mình đau khổ. Thành ra có gì thì mình cứ nói thẳng với nhau, nói nhau như vậy, nói thẳng như vậy thì mình sẽ tiến nhau xa hơn, mình thấu hiểu nhau nhiều hơn. Dạ em có biết là giòn không em gọn câu đó rồi. À, không biết rằng chàng trai có thuyết phục được cô gái không hay không, chúng ta chờ xem nhé. Bây giờ đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Và đừng hỏi ý kiến ai hết, chúng ta nhắm mắt lại kiểm tra chính con tim của mình. Chúng ta bấm nút vì trái tim của mình chứ không phải bấm nút vì bất cứ điều gì. Chúng ta không cần nghe ai cả mà nghe trái tim nha các bạn. Chuẩn bị, hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Nói gì với dạ em ơi. Bác kể đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin phép được từ nay từ sau con xin phép được bước vào thế giới của em. Để quan tâm chăm sóc em. Để em tên Trang. Dạ con mong bác cho con và em cơ hội.
Rồi, em gái nói gì đấy chị? Bên đây là cô, đây là chị gái.